hết lên toàn là nước bùn hết rồi phải không? Không phải là có một cái gì đến gì nước à? Mình nghĩ là có một cái tấm bạt hay cái gì đấy thì nó mới giữ lại được cái ảnh. Cục laser nó có hình sẵn rồi là nó cứ phun lên, nó tức là nó cắm điện nó chiếu lên này, thì là hình đấy nó hiện cái hình đấy. Cái này là nó phun nước lên này thôi, gì đến dưới bảy rồi nó có cái đèn ở dưới, cái đèn sáng kia là chiếu ra hình này, nó gọi ra hình cái đèn xanh ở kia là những cái đèn nó đang chạy, còn ở dưới đây kiểu gì có một cục đèn nó để chiếu lên.